shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Tên, các bạn chờ chờ bo, nó phải lúc nữa nha anh em. Cái gì đây? Thằng streamer gà, đậu xanh. Vào đây chơi game hộ cái này. Đậu xanh, trẻ trâu. Này, bây giờ nhá, 11 rưỡi rồi nhá, trẻ cháu đi ngủ đi. Mấy cháu đi ngủ đi, cho bố mẹ mừng nhá. Và cái này của chúng bắt đầu là chửi tinh tát tinh tinh. Thực ra khi mà anh em lên điện thoại thì các bạn sẽ cần chữ thật nhiều hơn và quan trọng giữ danh. Không được chửi cho cái sót, đau, buồn luôn anh em. Thì mình vẫn đang ví dụ kể cho anh em nghe mà. Anh em mà gậy cảnh sớm trừ 40-50 điểm mà anh em tốt 1 thì cộng 20-30. Thế mới chán. Chờ cái bo thu nhiều khi cảm giác sốt ruột anh em ạ. Tên sốt ruột dã man luôn. Đến bo 2 thì nó sẽ thu nhanh hơn xíu. Rảnh có mà anh nghe, đứng đây quẩy. Từ từ, đứng đây mà, đứng đây quẩy. Sợi, từ, có một cái chiêu. Cái này trông ngầu nhỉ anh em nhỉ. Các bạn công nhận không? Láo mới quen chú ạ. Đấy, đậu xanh. Tôi chơi khô máu thì công bảo là gà. Tôi chơi lên huyền thoại, tôi chơi chiến thuật thì công cũng bảo là gà. Đủ. Thế bây giờ bảo này, thôi các cháu đi ngủ đi, cháu ạ. Tôi đến muộn rồi. Nhìn đồng hồ đi cháu ơi. Thế mới bảo là trẻ trâu. Tầm này trẻ trâu, anh tưởng đi học rồi nó phải ngủ sớm. Để cho nó phải đi học cơ. Mà không hiểu sao tầm này muộn rồi. Ngủ đi các cháu ơi. Chú là chú bảo nhá. Đứa nào trẻ trâu, à quên, thôi. Thế bây giờ nhá, cháu nào mai đi học nhá, đi ngủ sớm đi các cháu ơi. Ngủ đi mai đi học. Và chú chắc là chơi trận này trận nữa là chú off thế à. Vào đây tôi vẫn đang chờ đợi anh em. Thì 4 mấy giây nữa bo thứ hai nó sẽ thu lại. Coi chừng sau lưng đó chú em hả? Không, mình thấy là như này vẫn ổn nè. Khi mà anh em ngồi đây nhá, sau lưng thì cũng có, nhưng mà nói chung là vẫn ổn. Cái góc này ngồi anh em quan sát tốt mà. Đó, sau lưng thì chỉ bị bắn trên đồi thôi. Ok, cảm ơn nhắc nhở nha. Thank you bạn. Đây, mình đang ở trong huyền thoại rồi anh em. Và cảm giác ngày hôm nay chơi cay vẽ trưởng đó. Chơi hơn 2 tiếng rưỡi, mình bị trừ tầm khoảng 200 điểm. Đù. Thế là bây giờ chơi giữ danh tí anh em. Dã man. Nên anh em phải liên tục di chuyển nhá. Bởi vì là mấy đứa trên đồ này nó cũng sẽ cam anh em dễ dàng hơn này. Nó có thể là nó bắn anh em bình thường mà. Được. Nhiều khi mình cũng quên đấy. Nhiều khi nó đứng ở đây quẩy anh em cũng quên đấy. Bởi vì là cái căn nhà này nó ngay sát. Nó ngay sát đồ anh em ấy. Các bạn di chuyển cũng phải cẩn thận xíu. Ok, bo 2 thu rồi. Chờ bo anh em ấy, tí di chuyển, đi sau. Gọi là mình ôm luôn căn nhà này từ đầu trận đến cuối trận nhỉ. Tí di chuyển xíu, để xem bo thu cái coi. Đi bắn nhau đi à? Thôi, bắn nhau tụt danh sợ lắm. Tầm này nhá, 13 điểm nhá. À đâu, top 13 này chưa được cộng đâu. Bắn danh cái tí trừ làm quả lại mấy chục nữa, thôi. Để bảo, chắc là cái đến sớm 2. Dã mà. Thôi bạn ơi, không suy dại mình nhá. Đó là mới chia sẻ kinh nghiệm cho anh em bảo là lên huyền thoại này thì các bạn chưa cẩn thận lắm, thề không chưa cẩn thận là không đợi anh em ơi. Đi xung quanh đi hả? Thôi góc này nó đè, phải đợi bo thu xìm nó thôi thì đi xung quanh là vừa. Tên đứng mình quay luôn cho nhà cho anh em đậu xanh. Góc phía sau này thì mình chưa đến ngơi đâu anh em. Có mìn mà, cho quả đi. Có đứa gạt ra quả chảo rồi, đứng yên. Có đứa rồi anh em ơi, có đứa. Đây. Uầy. Cái gì vậy? Có đứa trên cũng có đứa dưới luôn. Uầy, hai đứa rời bắn nhau à? Hai đứa kia bắn giả vờ. Nó bắn giả vờ anh em, nó bắn giả vờ. Được hay lắm. Nó bắn giả vờ. Lên bảng. Đậu xanh. Giả vờ với anh à? Giả vờ giả vịt à? Hai. Bao lâu ba luôn. Đậu xanh ngon. Anh em thấy chưa? Các bạn rút được một vừa thôi. Ăn một này nhá. Toàn đồ ngon. Có một keo không?
Bóng kèo có hai quả, hai quả. Máu thì mình full rồi anh em, không lo. Từ từ đã. Xem chết còn gì không. 7 túi luôn. Quá ổn. Tầm này anh em chuẩn bị chạy bo thôi. Bonic hả? Bonic mình có chưa? Chưa. Bonic anh em ơi. Lấy Bonic. Hợp lý. Tết câu nào. Ngay cái UV sợ bách trưởng từ. Thế thì chưa vào bo được. Đợi UV làm xong đã. 10 giây nữa à? Không vào bo không được à? Có xe. Hợp lý. Xe nãy mình để đây, chạy vẫn ngon. Khá lâu rồi anh em ơi. Let's go now. Đến lúc cho ta phải di chuyển rồi. Tầm này nha anh em, không nên vào nhà lớn làm gì cả. Vào mấy chỗ này có vẻ ổn hơn. Vãi cả trưởng. Nhìn này. Anh lại sợ cái chú quá cơ. Úi dồi, chết đi hả? Chết làm sao được? Chết là chết thế nào? Đậu xanh thanh niên lại bảo mình chết đi chứ anh em. Chưa chết được đâu, mình sống dai mà. Ok, bo khá đẹp nhưng mà anh em kiểu anh em sẽ phải xử lý xung quanh nhá, hơi mệt đấy. Tầm này anh em là tâm điểm của bo. Nên là các bạn xử lý hơi mệt thôi. Không có giảm thanh nên là các bạn chém bắn súng ra. Chắc chắn tầm này mình sẽ phải chém bắn súng ra. Nếu không thì xanh mộ. Anh em có một đứa. Qua đây, đậu xanh, qua đây. Đậu xanh này, qua đây. Đuổi phía sau. Qua đây. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Thanh niên. Xây anh cả, sợ thế. Còn máu. Dã man hết nhở. Ok. Tưởng xây mình mà dễ hả? Không dễ đâu. Lạ gì, giam ba cái chiêu trò móc. Lại có đứa. Giảm thanh. Có giảm thanh. Chỗ nào nhỉ? Mình tiếp mình đi. Có giảm thanh, đâm ra chẳng biết đâu. Chỉ là trên đồi thôi. Phía sau cũng có. Càng phết còn 5 đứa, tất cả 5 đứa. Lại có người. Đâu rồi? Có nhà bên kia à? Ngay có bên kia. Kẻ nó. Kẻ nó anh em ơi. Hơi dã man nhá, một đứa ở trên. Cắt đậu xanh. Rồi, một đứa ở trên. Thằng này. Mày chạy à? Từ. Mày chạy à? Chạy không em. Thằng này tới bến rồi anh em ơi. Nó ngay mày bo. Chắc chắn nó không chạy được đâu. Nếu như mình còn ở đây. Tính mình dựng con keo chạy vào ok. Canh nó hợp lý. Từ. Canh nó hợp lý nhá, đậu xanh này dựng con keo đi. Dựng bông keo này. Một keo. Hợp lý, ngon. Có thêm một keo rồi. Một đứa trên. Đậu xanh này ở trên à? Dựng một keo nhanh thế. Anh lại sợ có chú quá cơ. Canh phía sau anh em. Không có. Chết kỹ nào. Vẫn không thấy. Có thể... An tâm rồi anh em ơi. Phía sau chết kỹ không có. Hợp lý. Còn đứa chết thôi. Đứa góc nào nữa. Chắc góc chéo à. Thế thì ngon. Bo vừa đẹp. Kẻ nó ở trên thôi nghe. Để mình zoom nha. Zoom xem chấm ở đâu. Chấm trắng ngay bên này. Ngay chỗ mình luôn. Đủ. Thôi sao. Thế này không tốt một nữa. Hơi phí anh em ơi. Mình sẽ đã bắt thu nha. Trận này không top 1, hơi phí anh em ơi, bo cực đẹp. Trận này không top 1 là do mình chơi gà anh em nhá. Đậu xanh này. Trận này không top 1 là do mình chơi gà luôn. Bo phải nói cực đẹp. Thế cái đã bị hạ rồi, một đứa nữa. Đậu xanh. Cái đậu xanh, qua đây. Nào qua đây, qua đây, qua đây.
Qua đây em ơi. Yes. Top 1 5 kill. Đã bảo anh em quá ủng hộ mà. Tuyệt vời luôn nhỉ. Ta-tan. Úi dồi, anh không có skin hả? Skin xuống thì anh ít làm em ơi. Rồi nha, được cộng 24 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.